Sáng ngày 12 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 2 của Ủy ban dân thành phố tổ chức kiểm tra việc triển khai tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm. Công tác tuyên truyền mang tính chủ động nên đã có sự thay đổi rõ nét. Chất lượng thực phẩm ngày càng tăng cao, người dân đã được cập nhật và nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm có trọng tâm, trọng điểm. Hiện trên địa bàn huyện có 2.777 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong năm qua, huyện tổ chức 52 lớp tập huấn cho 3.656 người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, bếp ăn tập thể, 4.750 hộ chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học, phòng chống dịch tả lợn châu Phi và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi, 5.690 hộ nông dân thực hiện áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa, cây ăn quả, đảm bảo chất lượng, sản phẩm, an toàn. Tập huấn hướng dẫn và phổ biến các văn bản quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến lĩnh vực thủy sản thu hút gần 6.000 lượt người dân nuôi trồng thủy sản an toàn theo hướng Việt Gáp. Thực hiện công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra 35 ban chỉ đạo xã thị trấn, các chợ trung tâm và 197 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, bếp ăn tập thể, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 21 cơ sở với số tiền phạt trên 258 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng hành động an toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, kiểm tra được tăng cường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng đã đóng góp ý kiến và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Kết luận hội nghị, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, tập trung tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong những dịp cao điểm trên địa bàn huyện, chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở hộ sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm đối với người dân trên địa bàn huyện.